Hiện tại thì vẫn có rất là nhiều bạn mới chơi tới game Tiểu Yêu Tầm Đạo này và cứ vào server là hỏi ôi rồi nhập cốt chỗ nào đây, cốt ở đâu đấy các anh em ơi. Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm thế nào để nhập cốt cũng như là tổng hợp lại 18 cái cốt mới nhất tháng 4 nha. Let's go. Đây, để các bạn nhập cốt được các bạn phải vào avatar này. Đấy, ví dụ như các bạn là con khỉ, các bạn ấn vào con khỉ, mình con cá, mình ấn vào con cá luôn. Rồi, ở trong này các bạn nhìn chữ trung tâm người dùng chưa? Ấn vào đây. Các bạn thấy ok la không? Đấy, bây giờ nó mới hiện ra trao đổi mã quà tặng này. Đây các bạn này, trong này là chúng ta sẽ nhập cốt nha. Đấy, ngoài ra là phải nhập thêm cái mã xác minh nha các bạn nhá. Ok, đó, nói chung là nó không phân biệt in hoa in thường, nên là các bạn cứ nhập nào cảm thấy tiện nhất thì chứ thì in hoa chứ thì in thường, miễn là nó tiện với các bạn là được. Còn bây giờ sẽ là 18 cái gift code này các bạn. Cốt đầu tiên, VIP 999. Thứ hai, Happy 999. Thứ ba, Super 999. Ba cái 999 ra đi. Cái thứ tư, Big 666. Cái thứ 5, TITD 666. Cái thứ 6 là Big 888. Cái thứ 7 là Peach 888. Cái thứ 8 là 888 TITD. Cái thứ 9, Bird 2024. Cái thứ 10, Big 2024. Cái 11, Top 2024. Cái 12, Big Big 2024. Hết 2024 nha. Bắt đầu đến 777 này. Cái code thứ 13, Cha 777. 14 là TT 777. Code 15 là Tree 111. Code 16 123 TITD. Code 17 TITD 789. Và code thứ 18 là ACE 888 X cái gì đấy các bạn ơi. Các bạn yên tâm là mình sẽ ghi mấy code đấy ở dưới phần bình luận cũng như là mô tả cho các bạn cóp nhá. Thực ra là mình vẫn muốn đọc như vậy vì có rất nhiều bạn không biết phần bình luận cũng như là phần mô tả ở chỗ nào, cho nên là cứ bảo mình là ghi luôn ở trên màn hình đi để các bạn ấy nhìn. Thì thôi, mình làm cả hai nha. Chúc các bạn chơi game vui vẻ, đừng quên ấn đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá. Mỗi khi có code mới, mình sẽ lại cập nhật cho các bạn nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.